Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều thương hiệu xe nổi tiếng thế giới. Khi mà chị nghe tên thì ai cũng biết đến mức độ đắt đỏ như Mercedes-Benz, BMW hay những chiếc xe nổi tiếng là bền bỉ, tiết kiệm như Toyota, Honda. Vậy đâu là thương hiệu xe ô tô đắt nhất thế giới? Hãy cùng khám phá nhé! Audi, giá trị thương hiệu 12,02 tỷ đô la. Hãng xe danh tiếng Audi được thành lập năm 1932 tại Đức. Tên của hãng được đặt dựa theo phiên âm tiếng Latin của người sáng lập August Horch. Horch có nghĩa là lắng nghe trong tiếng Đức và trong tiếng Latin là Audi. Bốn vòng tròn logo Audi tượng trưng cho bốn công ty xe hơi cùng hợp tác để tạo ra công ty tiền thân của Audi là Auton Union. Năm 1966, Audi bán hết cổ phần cho Volkswagen và trở thành thương hiệu xe sang đầu tiên của tập đoàn khổng lồ này. Hyundai, giá trị thương hiệu 13,19 tỷ đô la. Những chiếc xe Hyundai được sản xuất bởi công ty Hyundai Motor Company. Hyundai có trụ sở tại Seoul, Hàn Quốc, là hãng xe sở hữu cơ sở sản xuất ô tô tích hợp lớn nhất thế giới tại Ulsan, có khả năng sản xuất 1,6 triệu chiếc mỗi năm. Công ty sử dụng khoảng 75.000 nhân công trên toàn thế giới. Những chiếc xe Hyundai được bán tại 193 quốc gia thông qua 6.000 đại lý và phòng trưng bày. Ford, giá trị thương hiệu 13,64 tỷ đô la. Công ty Ford Motor là một tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ và là nhà sản xuất xe ô tô lớn hàng thứ 5 trên thế giới theo số lượng xe bán ra trên toàn cầu, theo sau Toyota, General Motors, Volkswagen và Hyundai Kia. Ngoài sở hữu các chi nhánh của Lincoln, Ford cũng sở hữu một ít cổ phần trong Mazda của Nhật và Aston Martin của Anh. Ford cũng đang sở hữu hai thương hiệu xe nổi tiếng là Jaguar và Land Rover, nhưng sau này đã bán lại cho Tata của Ấn Độ năm 2008. Honda, giá trị thương hiệu 22,7 tỷ đô la. Honda là nhà sản xuất động cơ lớn nhất thế giới với số lượng hơn 14 triệu chiếc mỗi năm. Năm 2004, hãng đã bắt đầu chế tạo động cơ chạy diesel vừa êm vừa không cần bộ lọc nhằm đáp ứng tiêu chuẩn ô nhiễm của thế giới. Có thể nói nền tảng thành công của hãng này là khởi nguồn từ những chiếc xe gắn máy. Hãng Honda đóng trụ sở tại Tokyo và có niêm yết trên thị trường chứng khoán Tokyo, New York, London, Paris. BMW, giá trị thương hiệu 41,62 tỷ đô la. BMW được thành lập năm 1916, viết tắt của Bajaj Motorrad Worker AG, công xưởng cơ khí Bajaj, là một công ty đa quốc gia sản xuất xe hơi và xe máy nổi tiếng đặt trụ sở tại Munich, nước Đức. Ngoài những chiếc xe hơi mang thương hiệu BMW nổi tiếng với thiết kế sang trọng, phong cách thể thao và khả năng vận hành cao, BMW còn sở hữu hai thương hiệu nổi tiếng trong giới xe hơi là Rolls Royce và Mini. Mercedes-Benz, giá trị thương hiệu 47,83 tỷ đô la. Thương hiệu xe Mercedes được thành lập từ sự hợp nhất giữa Daimler và Benz năm 1926. Biểu tượng ngôi sao ba cánh của Mercedes-Benz đã rất nổi tiếng và quá quen thuộc với nhiều người trên thế giới. Mercedes-Benz là một trong những hãng sản xuất xe ô tô, xe tải và xe buýt danh tiếng trên thế giới. Hãng xe này được xem là hãng sản xuất xe hơi lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Mercedes-Benz còn là một trong những hãng đi đầu trong việc giới thiệu nền công nghệ và những sáng kiến về độ an toàn đã được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới. Toyota, giá trị thương hiệu 50,29 tỷ đô la. Toyota là một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính nằm tại Nhật Bản và là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới. Về mặt công nhận quốc tế, hãng Toyota là nhà sản xuất xe ô tô duy nhất có mặt trong top 7 thương hiệu lớn nhất toàn cầu Forbes. Hiện nay, xe Toyota là một trong những sự lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam. Thật không khó nếu chúng ta bắt gặp những chiếc xe Toyota lăn bánh trên đường các thành phố lớn như Sài Gòn hoặc Hà Nội.